Xin chào quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi video của kênh YouTube Tùng Garden. Hôm nay ngày 9 tháng 12 âm lịch, cũng còn 20 ngày nữa là Tết ấy. Thì trước mặt quý vị anh chị mình đây là cái cây khế chua nhá. Thì hôm nay em sẽ xuống lá cho cái cây khế để nó nộ ra những cái phần quả ấy. Đây mọi người nhìn là nếu mà cứ để cái phần lá này thì nó sẽ không nộ quả ra được ấy. Đây bên sâu tán bên trong là quả rất sai nhưng mà nó vướng nhiều lá và nhiều cái cành. Mình không tỉa lá đi thì nó không lộ được. Đây thì cũng như chơi mai chơi đào ấy, thì mọi người cũng phải tỉa lá đi. Thì mình chơi khế thì mình cũng tỉa. Đây là cái cây ở dưới đất, nếu mà ở trên chậu thì nó khác ạ. Đây, cây này mà trên chậu thì nếu mà để Tết thì mình có thể mình răng đèn thì nó đẹp. Nhưng mà nhà em trồng ở dưới đất. Đây em quay từ gốc lên ngọn cho mọi người xem ạ. Rất nhiều quả luôn. Sai. Đây thì em sẽ dùng cái kìm ấy và cái kéo em sẽ cắt hết những cái đầu cành này đi. Thì khi mình cắt thì ra xuân thì nó lại lên mầm mới thì càng tốt cho cây thôi. Và nó sẽ tập trung vào cái phần quả của mình, nó chín nó sẽ vàng lửng rộ ra. Thì nhìn nộ được quả. Nên mình dùng kéo con này, mình tỉa những cái đầu cành này đi. Nếu mà mình có cẩn thận thì mình xước đi cũng được, nhưng mà thôi em dưới kéo cắt cho nó nhanh. Đấy, em đã cắt được một vế rồi. Thì rút ngắn cái công đoạn lại để cho quý vị anh chị mình theo dõi thôi. Thì còn cái tập trung vào cắt thì nó hơi lâu. Đây mọi người nhìn này là một vế này, nó đã lộ quả ra đây. Đây sang vế bên này thì mình cũng chỉ tỉa mình cắt như vế trước thôi. Làm sao mà để quả nó lộ ra được, nhìn được nó đẹp là được. Và cũng khuyến cáo luôn là trong cái quá trình mình cắt tỉa này xong rồi mình không tưới nước nữa. Tưới nước thì nó nhanh chín lắm. 20 ngày nữa là Tết cơ. Mình mà cứ tưới nước ấy thì là chỉ tập trung vài nữa là nó chín, nó có thể nó rụng. Khi mình cắt tỉa đi thì mình không tưới nước nữa vì nước nó hấp thụ qua lá mà. Mình cắt đi rồi thì tưới nước thì nó cũng thừa thôi. Nó lại mọng một quả, nó dễ rụng và nhanh chín. Thời tiết miền Bắc hôm nay cũng chỉ là 13 đến 15 độ, nó cũng là khá là lạnh. Thì để căn khoảng 20 ngày nữa là Tết ý, thì mình cắt sớm rồi đi thì cũng là đẹp đấy. 20 ngày nữa là nó chín vàng ấy. Đây em có đứng từ trên ngọn em quay xuống nhá. Đây quá trình em cắt tỉa hết rồi em quay lại đây. Rồi quý vị anh chị mình nhìn nó thấy nó lộ quả chưa? Như lúc đầu video em quay ấy thì là nó vẫn còn lá ấy, thì nó sẽ không lộ được cái phần quả này. Thì nhìn cái cây nó cũng bình thường. Sau khi mình cắt tỉa lá đi nhìn nó lộ hết ra quả này, nhìn cây nó mới đẹp. Cái khế này ra quả quanh năm được. Thì nhờ những cái đầu cành mình cắt lại ra xuân nên nó lại đùn mầm thôi. Cái lịch trình khế ra quả này cứ là 3 tháng một lần, một năm được 4 vụ đấy. Đấy, em vừa quay tổng quan khắp bốn phía của cái khế sau khi em cắt lá đi nhá. Nhìn nó lộ quả ra, nhìn nó đẹp. Hôm nay trời nó không có nắng nên là quay video nó không được đẹp ạ. Cái khế này mà bây giờ mà có cái đèn nhấp nháy mình treo lên thì nó đẹp hơn, nó sinh động hơn. Vâng, thì cái video cắt tỉa cành lá khế của em xin được dừng lại đây ạ.